Chào các em học sinh của Kiến Guru. Hả? À, thầy chưa bỏ khẩu trang em ạ. Rồi, cảm ơn thầy. Chào các em học sinh của Kiến Guru. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong cái buổi livestream của môn sinh học. Đấy, các em thấy rằng là thầy vẫn không quên là đeo khẩu trang. Mặc dù là vào phòng quay. Tuy nhiên thì hôm nay thì xin phép là sẽ bỏ khẩu trang để có thể trao đổi với các em được nó dễ dàng hơn. Các em thân mến, là dịch bệnh Covid-19 cũng đang diễn biến cũng rất phức tạp. Chính vì thế thì chính phủ cũng ra một cái quy định là từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4, tất cả những người mà không có việc gì quan trọng thì hãy ở nhà để thể hiện cái trách nhiệm của mình với xã hội. Các em cũng không ngoài cái đối tượng đó. Tuy nhiên nếu mà ở nhà thì cũng đương nhiên là các em cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc học tập của các em rồi. Chính vì vậy mà chính phủ cũng đã có những cái chỉ đạo cho các tỉnh, các sở về cái việc là dạy trên truyền hình này, rồi thì dạy trực tuyến này, rồi thì có những cái kênh trên internet này, và đấy chính là những cái kênh mà sẽ giúp các em không bị gián đoạn trong quá trình học tập. Và Kiến Guru thì cũng không đứng ngoài cái công việc đó. Và hôm nay thì với cái tiếp theo cái nội dung mà livestream. Tuy nhiên thì với cái việc mà ngày 30 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo dục có một cái công văn liên quan đến chuyện là tinh giản những cái nội dung ở trong chương trình từ cấp tiểu học cho đến cấp trung học phổ thông. Thì hôm nay thì cái số livestream hôm nay thầy sẽ giúp các em khái quát những cái nội dung mà điều chỉnh đó, cũng như là giúp các em xem là những cái trọng tâm mà các em sẽ ôn tập và thi ở trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn sinh học sắp tới, cũng như là sẽ đề cập đến cái đề minh họa mà Bộ Giáo dục cũng đã đưa ra vào ngày mùng 3 tháng 4 vừa qua. Thế sau cái buổi livestream này thì thầy sẽ có một cái buổi livestream nữa cũng sắp tới thôi, gần nhất, là sẽ giúp các em là giải cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đấy là những cái nội dung mà rất mong là các em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Kiến Guru cũng như là đồng hành với thầy Thế trong cái nội dung liên quan đến cái luyện thi trung học phổ thông quốc gia môn sinh học. Ok, không biết là các em đã sẵn sàng chưa, và cái buổi này thì thầy cũng sẽ nói rất là ngắn gọn, làm sao đó cái thời gian nó ngắn nhất nhưng mà mang đến cho các em đầy đủ những thông tin nhất. Những cái nội dung cụ thể thì thầy sẽ trình bày ngay sau đây, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Các em sẽ xem lại xem là cái đường truyền này, cũng như là những cái phương tiện như là máy tính hay là điện thoại mà các em đang xem theo dõi nó ổn chưa. Những cái nội dung hôm nay thầy trao đổi, các em có thể quan sát lên màn hình nhé. Thầy sẽ trao đổi những cái nội dung như này. Thứ nhất là thầy sẽ giúp các em điều chỉnh, chia sẻ, trao đổi với các em những cái nội dung mà Bộ Giáo dục đã điều chỉnh đấy, trong cái học kỳ 2 của cái môn sinh học này. Môn sinh học thì em biết rằng là trước cái công văn số 113 ấy, vào ngày 30 tháng 3 vừa qua của Bộ Giáo dục ấy, thì trước đó có một cái công văn là số 5842 năm 2011 cũng liên quan đến chuyện là điều chỉnh tinh giản cái chương trình đấy. Và thầy kết hợp cả hai công văn này. Chủ trương của cái công văn lần này là các em chú ý một điểm như này. Thứ nhất là những cái nội dung mà không kiểm tra nhá, không kiểm tra, những cái nội dung mà không dạy này đấy, không làm này, không thực hiện này, hay là khuyến khích học sinh tự học này, ví dụ như là tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện ở trong cái công văn 1113 ấy, cũng như là những cái nội dung mà trong cái công văn 5842 thì sẽ không kiểm tra, không đánh giá trong những nội dung này. Đấy. Tuy nhiên là có những cái nội dung mà hướng dẫn tự học ấy thì các em vẫn sẽ phải đọc nhá, vẫn phải xem nhá. Cái này thì thầy sẽ nói sau. Nhưng là trước hết là những nội dung mà theo công văn là không dạy, không làm, không thực hiện, khuyến khích học sinh tự học thì sẽ chắc chắn là sẽ không có ở trong nội dung thi đâu em ạ. Đấy. Một cái nữa là những cái bài mà cái phần lý thuyết mở rộng ấy và vận dụng thực tiễn ấy thì sẽ tạm lược bỏ theo chủ trương của công văn, và sẽ có thể bổ sung vào nội dung của năm học sau. Cái năm học sau thì mình chưa quan tâm vội, năm học này thì như thế đã. Và những cái nội dung mà liên quan đến thực hành thí nghiệm thì cũng sẽ không có điều kiện ấy, thì cũng sẽ lược bỏ trong cái bối cảnh này. Cụ thể đó là những cái nào này, trong cái chương trình của thầy phân tích chương trình lớp 12 nhé. Tại vì đối tượng chúng ta là các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Đấy, nên là cái nội dung mà lớp 11 mình học rồi ấy, thì đương nhiên là chúng ta đã học rồi thì mặc định là chúng ta đã có cái kiến thức gì rồi. Cho nên thầy sẽ không nói phần ý nữa. Lát nữa thì cái nội dung cụ thể mà trọng tâm của ôn thi ấy, thì thầy sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ là trước hết là cái nội dung tinh giản đã nhá, nội dung tinh giản của cái sinh học lớp 12. Trong cái học kỳ 2 này chúng ta thì có hai cái phần, đấy là phần tiến hóa và phần sinh thái. Thế nội dung nào tinh giản? Cụ thể là phần tiến hóa này em ạ. Nhá. Phần tiến hóa thì ở cái bài 24 đó là liên quan đến các bằng chứng tiến hóa ấy, thì bộ đã yêu cầu là bỏ cái mục 1, tức là cái bằng chứng giải phẫu so sánh. Đấy. Thế còn lại những cái bằng chứng khác thì chúng ta vẫn cứ ôn tập bình thường, học bình thường, nó sẽ liên quan đến cái việc nội dung thi. Thứ hai là cái bài 25 liên quan đến cái học thuyết Lamarck và học thuyết Darwin thì cũng lược bỏ cái mục 2 liên quan đến cái khái niệm chọn lọc nhân tạo. Đấy. Ngoài ra thì cái nội dung mà liên quan học thuyết Darwin thì các em vẫn phải lưu ý, bởi vì là nó sẽ liên quan đến việc so sánh, cũng như là sau này chúng ta học cái học thuyết tổng hợp hiện đại ấy, nó sẽ có liên quan khi mà trong cái đề thi họ hỏi nhá. Ở cái bài 28 các em nhá, cái bài 28 là về loài ấy, thì chúng ta lược bỏ đó là các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài. Đấy, giữa các loài. Thế còn trong một loài thì vẫn không vấn đề gì nhá. Bài 32 liên quan đến cái nguồn gốc sự sống thì bỏ bỏ cả bài. Tuy nhiên là những nội dung nào trọng tâm thì thầy sẽ lại phân tích sau nhé. Đây là cứ theo tinh thần của cái công văn 1113 và công văn 5842 nhé. Cái bài 33. Bài 33. Bài 33 về cái sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Nên nội dung này thì thường là khó với các em. Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì thầy thấy rằng là luôn luôn xuất hiện một cái câu hỏi ở trong phần này, đặc biệt là liên quan đến cái sự cái sự phát triển của các sinh vật qua các đại các kỷ địa chất. Đấy, cái này thì thầy sẽ nói sau. Những cái mục mà tinh giản ở trong công văn đó là cái mục 1 liên quan đến cái hóa thạch và vai trò của hóa thạch trong cái nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới. Chúng ta biết rằng là hóa thạch là cái bằng chứng trực tiếp của tiến hóa. Đấy, còn những cái bằng chứng mà ở trên mà ta học cái bài 24 ấy, là những bằng chứng gián tiếp. Đấy, biết là như thế thôi nhá. Ở cái mục 2, phần 1 ấy, tức là cái hiện tượng trôi giạt lục địa thì cũng được lược bỏ. Đấy. Các em nhớ là những cái phần này thì trong cái công văn nói rõ là có thể là không dạy này, có thể không làm này, có thể là không thực hiện, hoặc là có thể khuyến khích học sinh tự học. Thì để tự chung lại là những cái phần đó không có trong kiểm tra đánh giá, cho nên là thầy liệt kê vào đây để các em biết được nó rõ hơn. Ở cái mục 2 đó là cái sinh vật trong các đại địa chất. Nội dung này không dạy chi tiết mà chỉ liệt kê nhá. Chú ý này, không dạy chi tiết nhưng mà chỉ là liệt kê các đại địa chất với sinh vật điển hình trong trong đại thôi. Và thường là cái câu hỏi này là có trong đề thi liên quan đến cái chuyện là các sinh vật, ví dụ như là thực vật, động vật hay là tảo hay là nấm hay là vi sinh vật, nó xuất hiện như nào và nó phát triển mạnh ở cái kỷ nào, ở cái đại nào, thì thường sẽ ra câu hỏi đó nhá. Đấy. Đấy là nội dung của cái phần tiến hóa các em ạ. Bây giờ nhá, cái phần tiếp theo này ở trong cái học kỳ 2 của lớp 12 này, đó là cái phần sinh thái học các em nhé. Ở phần sinh thái học nha, phần sinh thái học thì các em chú ý một số cái bài như sau. Thứ nhất là bài 35 liên quan đến môi trường và các nhân tố sinh thái. Môi trường và các nhân tố sinh thái. Đấy, thế thì ở cái phần này thì lược bỏ cái mục 1 đó là môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Tuy nhiên cái mục tiếp theo của bài này thì vẫn học bình thường. Cái này thì thầy sẽ nói sau nhé. Thứ hai là bài 36 này các em này. Bài 36 liên quan đến cái quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Đấy. Thế ở cái bài này thì cái mục 1 liên quan đến cái quá trình hình thành quần thể sinh vật, và cái mục 2 liên quan đến cái quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Đấy, thì cũng sẽ được tinh giản nhé. Tiếp là các em này, ở bài 37, 38 nhé, liên quan đến các đặc trưng cơ bản của quần thể. Chỗ này các em lưu ý này, không dạy chi tiết nhưng mà sẽ giới thiệu các đặc trưng cơ bản của quần thể. Cái này rất quan trọng em ạ. Đó là chúng ta phải biết được là, mặc dù không dạy nhưng mà chúng ta phải biết được là quần thể thì có những đặc trưng cơ bản nào. Tí nữa thì sẽ có những câu hỏi mà trong cái buổi sau ấy, buổi sau có những cái câu hỏi ở trong cái đề minh họa ấy, có những câu hỏi này. Thế thì đấy là cái mà, nhưng mà người ta hỏi những cái đặc trưng cơ bản thôi, tức là liệt kê ra thôi nhá, chứ không phân tích cụ thể. Đấy. Riêng cái mục 6 và mục 7 ở cái bài 38 ấy, về tăng trưởng của quần thể sinh vật với tăng trưởng của quần thể người ấy, thì được tinh giản nhá các em nhé.
Bài 39 này các em này, đó là biến động số lượng cá thể của quần thể, thì bài này cũng sẽ được tinh giản toàn bộ. Đấy, tinh giản toàn bộ. Bài 41 liên quan đến diễn thế sinh thái, trong đó có diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh thì cũng lược bỏ toàn bộ, tinh giản toàn bộ nhá. Bài 42 về hệ sinh thái thì ở cái mục 3 các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất thì cũng được tinh giản các em ạ. Ở bài 43 nhé, 43 thì trao đổi chất trong hệ sinh thái thì cái mục 2 liên quan đến tháp sinh thái thì cũng được tinh giản. Đấy. Ở bài 44 chu trình sinh địa hóa và sinh quyển thì tinh giản cái mục 1 và mục 3 liên quan đến trao đổi vật chất qua cái chu trình sinh địa hóa và phần sinh quyển. Đấy. Còn bài 46 về thực hành thì đương nhiên là bỏ cả bài rồi. À, đấy là trong cái khoảng thời gian rất ngắn thì thầy điểm lại cho các em những cái nội dung tinh giản ở trong cái học kỳ 2 của lớp 12. Nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái việc mà chúng ta cần tập trung vào những nội dung nào để chúng ta học thi cho nó tốt. Đấy. Có nhanh quá không các em? Nhanh quá không? Không sao, những nội dung đó thì chúng ta sẽ chú ý này. Trong cái quá trình các em xem ấy, nếu mà bị nhanh quá hoặc là các em không xem từ đầu ấy, thì các em có thể đợi hết cái buổi livestream này thì các em có thể xem lại từ đầu, xem đi xem lại để nó thấy nó kỹ hơn nhá. Đặc biệt là thầy cũng nhắc các em là sẽ có những bạn mình mà không có điều kiện để xem ấy, thì các em cũng có thể share để cho các bạn mình biết nhá. Chú ý là cái phần này thì các em lắng nghe thôi để chúng ta biết thôi, và chú ý là có thêm vở bút để các em ghi ra theo một cái cách hiểu của mình, theo những nội dung mà thầy nói để các em có cách ôn tập nó dễ hơn nhá. Bây giờ này sang cái phần này nó quan trọng này, đó là với cái việc tinh giản như thế, với cái kinh nghiệm mà thầy dạy học cũng như luyện thi ấy, thì thầy muốn chú trọng đến những cái kiến thức trọng tâm mà có thể sẽ xuất hiện trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Đấy. Cụ thể như sau này các em này nhá. Chúng ta sẽ thấy là lát nữa nhưng mà thực ra thì cái ma trận đề thi thì thầy phân tích rất là nhiều rồi. Các em thấy rằng là trong cái ma trận đề thi thì nó vẫn có một phần của C1 lớp 11. Đấy. Theo cái cấu trúc của ma trận ấy thì là 10% là kiến thức của C1 lớp 11 và 90% là kiến thức của C1 12. Thế thì kiến thức C1 lớp 11 là những nội dung nào? Cùng chúng ta học lớp 11 thì có những cái sinh học cơ thể thực vật và động vật, nó liên quan đến cái những cái đặc trưng của cơ thể sống. Đấy, trong đó liên quan đến trao đổi chuyển hóa vật chất năng lượng, liên quan đến cảm ứng, liên quan đến sinh trưởng và phát triển, và liên quan đến sinh sản. Thế thì trong những nội dung đó thì nội dung nào là trọng tâm? Đây các em quan sát như này nhá. Thứ nhất là cái phần cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Đấy. Phần này thì là sẽ tập trung chủ yếu ở học kỳ 2 của lớp 11. Nội dung này thì tinh giản nhiều. Nhưng mà các em học rồi, với các em học lớp 12 thì lớp 11 năm ngoái học rồi. Cho nên thực tế thì nó không liên quan đến học sinh lớp 12 lắm. Đấy. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của thầy, thầy thấy như là hầu như trong những năm gần đây thì không thi các em ạ. Không thi. Trong những năm gần đây không thi. Tuy nhiên thì biết đâu năm nay nó lại xuất hiện trong đề thì sao? Nhưng mà chú ý là thực ra những nội dung mà không trọng tâm thì chúng ta cũng lướt qua thôi. Không phải chúng ta bỏ hẳn đâu các em nhé. Đừng bỏ hẳn. Phải lướt qua. Đặc biệt là những em mà muốn phấn đấu điểm 9, điểm 10 thì đừng bỏ. Đấy. Cụ thể này. Đó là các em cần học lướt các nội dung sau để biết. Để biết các đề mục nhé. Thứ nhất. Đó là gì? Đó là liệt kê các hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật và động vật. Đấy. Thứ hai, các hình thức cảm ứng của động vật cũng như là tập tính của động vật. Đấy. Đấy. Rồi thì liên quan đến cả hướng động, ứng động ở thực vật nữa. Liệt kê các hình thức sinh trưởng phát triển ở động vật và các nhân tố ảnh hưởng. Đấy. Chúng ta lướt qua để biết cái đề mục nhé, các em nhé. Còn cái phần ở chương 1 ấy, chương 1 của lớp 11 ấy, đó là phần chuyển hóa vật chất và năng lượng. Vì là học kỳ 1 của lớp 11 cho nên không tinh giản năm nay nhé. Tuy nhiên có một điểm nữa là thầy thấy là trong những năm gần đây
thì đều hỏi về phần này. Trong đề thi đều xuất hiện về phần này. Mà không phải ít đâu, tận 4 câu các em nhé, 4 câu đấy. Đó là những nội dung trọng tâm nào, các em chú ý cho thầy như sau này. Đối với thực vật nhé, thực vật thì các em chú ý trọng tâm này này. Một là về trao đổi nước và mùi khoáng. Trao đổi chất, trao đổi nước và mùi khoáng. Thứ hai, dinh dưỡng nitơ nha. Thứ ba, quang hợp. Thứ tư, hô hấp. Đấy là những nội dung trọng tâm của thực vật. Còn ở động vật, chúng ta quan tâm đến những cái quá những cái hoạt động sinh lý như sau. Tiêu hóa nhé. Hô hấp nhé. Tuần hoàn máu nhé, rồi thì cân bằng nội môi. Đấy. Chúng ta quan tâm cả đến giải phẫu, tức là về đặc điểm cấu tạo, hình thái. Quan tâm đến cả sinh lý, hoạt động chức năng của nó nhé. Thì nhắc lại là cái phần chuyển hóa vật chất năng lượng này này. Những năm gần đây trong đề thi đều xuất hiện. Tận 4 câu nha. Đấy. Mà nó các em thấy rằng là những cái câu hỏi cũng thuộc cái nhóm là cơ bản, là dễ, tức là cái điểm, một điểm tương đối dễ. Đấy nhá. Ok, đấy là lớp 11 các em ạ. Lớp 12 nhá. Các em nhìn rõ không? Đấy, thầy điều chỉnh lại một chút nha. Rồi. Lớp 12 này. Chú ý những phần sau này. Thứ nhất, toàn bộ phần di chuyển học. Đây, toàn bộ phần di chuyển học. Phần này chúng ta học ở kỳ 1 rồi. Chẳng có liên quan đến tinh giản cả. Học tất cả học kỳ 1. Đó là gì? Đó là những nội dung cơ bản như sau. Về cơ chế di chuyển và biến dị này. Về tính quy luật của các hiện tượng di chuyển này. Đấy, các quy luật di chuyển đấy. Về di chuyển học quần thể này. Đấy. Về ứng dụng di chuyển và chọn giống này. Và di chuyển học người. Đấy là những nội dung cơ bản của phần di chuyển học. À, cái phần thứ hai là phần tiến hóa và sinh thái. Như thầy vừa nói là tập trung học kỳ 2, cho nên là bộ tinh giản tương đối nhiều. Đấy. À, lát nữa thầy sẽ phân tích cụ thể trọng tâm. Bây giờ nha, đây, thầy sẽ phân tích trọng tâm nhé. Trọng tâm của từng nội dung trên nhé. Thứ nhất này, về cơ chế di chuyển và biến dị thì các em biết rồi, ở hai cấp độ là cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. Phân tử và tế bào. Thế ở cấp độ phân tử nhé, cấp độ phân tử này, các em quan tâm đến một số cái nội dung kiến thức này này. Đó là liên quan đến ADN. Liên quan đến ADN. Liên quan đến bỏ này đi. Liên quan đến gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN. Đấy. Chú ý là lát nữa thầy sẽ nói, nhưng mà cái cơ chế của các quá trình ý, thì không phải quan tâm quá nhiều đâu. Nó quan tâm đến đặc điểm bản chất của nó thôi. Thứ hai là về phiên mã và dịch mã. Phiên mã và dịch mã. Mới là thầy tô cái màu này nó có rõ hơn cái màu cam không? Cũng rõ đấy nhỉ? Thầy nhìn là rõ đấy. Nhưng mà tô này để cho nó phân biệt cái màu trên nhá. Thứ ba này, đó là cái điều hòa hoạt động của gen. Và đột biến gen. Đấy, các nội dung này thì ở cái buổi livestream số trước ấy, thì thầy cũng đã trao đổi với em rất cụ thể về cái cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử rồi. Bạn nào mà chưa xem thì các em có thể xem lại nhá. Thú vị phết đấy. Các dạng bài tập cơ bản. Tại sao là cái dạng bài tập cơ bản ở trong cái chương 1? Cái phần này thì nó dành cho các em học sinh mà đang phấn đấu để thi tốt nghiệp ấy, chọn môn sinh để thi tốt nghiệp, điểm 6, điểm 7 thì em đừng bỏ qua những bài tập cơ bản đó nhá. Đây này, chỗ này chú ý này. Đấy, thầy tô đậm một tí này. Đó là gì? Chú ý là không đi sâu vào cơ chế nhá, không đi sâu vào cơ chế của các quá trình đâu. Chỉ quan tâm đặc điểm này và bản chất sinh học đó thôi. À, ví dụ như là về quá trình nhân đôi ADN thì chúng ta quan tâm đến các nguyên tắc của nhân đôi, các loại enzyme tham gia, rồi những đặc điểm của nó thôi. Thì còn cái việc là cái cơ chế nhân đôi nào thì chúng ta biết thôi, chứ không cần phải đi quá sâu nhé. Tuy nhiên thì trong câu hỏi không phải là thực ra có một hai câu là rạch ròi từng cái loại kiến thức ý thôi. Nhưng mà đa phần là gì? Đa phần là chỗ này này các em này. Đó là tích hợp các em ạ. Đa phần là tích hợp các kiến thức nội dung mà thầy nói ở trên ấy trong các câu hỏi. Trong câu hỏi. Cho nên là các em học là học phải học bản chất sinh học của hiện tượng nha. Chứ học máy móc là cũng nguy hiểm lắm đấy. Đấy. Không hỏi những cái câu hỏi khó hơn ấy, vận dụng không hỏi rạch ròi đâu mà có sự tích hợp lại. Đấy. Rồi. Còn ở cấp độ tế bào này các em này, cấp độ tế bào nhá.
Sẽ có một cái buổi live stream tiếp theo mà thầy cũng sẽ nói đến cái cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ này. Tuy nhiên là trong giai đoạn này thì đang liên quan đến cái việc tinh giản, liên quan đến cái đề minh họa, liên quan đến cái ma trận của đề minh họa, liên quan đến cái ma trận của đề thi, là thầy sẽ dành thời gian ưu tiên cái phần này trước nhá. Về cấp độ di truyền và biến dị ở tế bào thì em quan tâm đến nhiễm sắc thể em nhé. Đấy. Về cấu trúc và chức năng của nó. Đấy. Chúng ta quan tâm đến nguyên phân, giả bản phân. Thì chúng ta không quan tâm đến quá nhiều cái cơ chế của hai quá trình này đâu. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái đặc điểm nguyên vật liệu tham gia, rồi thì cái kết quả tạo thành liên quan đến này. Cái trong cái buổi cái số mà nói về cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ tế bào thì sẽ nói kỹ này hơn. Về đột biến nhé các em nhé, đột biến nhiễm sắc thể. Chúng ta quan tâm đến đột biến cấu trúc, có bốn dạng đột biến đấy nhé. Liên quan đến đột biến số lượng, thế thì tập trung chủ yếu ở cái phần dị bội, cái thể dị bội liên quan đến thể 1, thể 3. Thể 1, thể 3 là hay hỏi, là hay hỏi. Nhưng mà những cái thể khác thì thể 4 rồi thì thể kép rồi thì thường thường ít hỏi hơn. Và đa bội thì liên quan như là tam bội hay là tứ bội thì người ta hay hỏi hơn nhé. Và nếu có sự liên quan đến cái rối loạn ở trong nguyên phân và giảm phân ấy, thì chủ yếu là rối loạn ở trong nguyên phân và giảm phân 1 các em ạ. Đấy. Giảm phân 2 nó phức tạp lắm, cho nên là hầu như là cũng không có trong đề thi đâu các em ạ nhá. Đấy. Đấy là về cái nội dung thứ nhất là cơ chế di truyền ở biến dị nhá. Nội dung thứ hai này. Nội dung thứ hai này. À, tính quy luật của hiện tượng di truyền. Đấy. Dung thứ hai là tính quy luật của hiện tượng di truyền. Phần này thì chiếm rất nhiều cái tỷ trọng ở trong cái đề thi các em ạ. À, nhiều lắm, nhiều nhất đấy. Nên là chúng ta phải chú ý phần này. Tuy nhiên là nội dung trọng tâm là cái gì? Đó là bản chất sinh học của các quy luật di truyền. Đấy là quan trọng. Trong những cái số tiếp theo thì thầy cũng sẽ dành những cái số livestream liên quan đến nói về các quy luật di truyền. Nó sẽ chi tiết hơn. À, một cái nữa là xu hướng ở trong đề thi đó là gì? Đó là lược bỏ hoặc là hạn chế những cái dạng bài tập tính toán máy móc phức tạp, làm sai lệch cái bản chất sinh học, tức là lạm dụng quá nhiều toán để vào sinh học, làm mất đi cái hay của sinh học. Mất đi cái hay của sinh học thì bây giờ phải trả lại tên cho em, trả lại đúng cái bản chất sinh học. Thế thì sẽ lược bỏ những cái bài mà liên quan đến tính toán quá phức tạp, quá máy móc thì lược bỏ nhé. À, liên quan đến cái này thì ở những cái câu mà mức độ và độ cao ấy thì sẽ có những cái công thức tính toán mà chúng ta học nó sẽ nhanh nhất, chứ không phải mất quá nhiều thời gian chúng ta giải những câu mà phải suy luận như thế. Nó sẽ có những cái công thức toán đấy. Trong cái phần này thì những buổi livestream sau ấy thầy sẽ nói kỹ hơn. À, thứ hai là liên quan đến mà các gen trên nhiễm sắc thể, thì trước đây đề thi trước đây liên quan đến 3 gen trên một nhiễm sắc thể, nó quá phức tạp. Bây giờ xu hướng đó là gì? Chỉ đề cập đến tối đa là 2 gen trên một nhiễm thể thôi. 2 gen trên một nhiễm thể nhé. Nếu trường hợp mà có 3 gen nằm trên nhiễm sắc thể thì thường là sẽ có 3 gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể, và nó sẽ có những cái quy luật liên quan đến quy luật phân ly độc lập. Đấy, ở chỗ này thầy viết sai đấy, đây là phân ly độc lập nhé. À không, đây là cái quy ý thầy là nói là cái quy luật phân ly đấy, quy luật phân ly đấy, và cái quy luật phân ly độc lập của Mendel đấy nhá. Rồi thì liên quan đến cái liên kết hoàn bị gen, liên kết hoàn bị gen liên quan đến liên kết di truyền liên kết với giới tính đấy. Đấy là nếu giả sử mà có 3 gen nằm trên 2 nhiễm thể thì nó sẽ có cái sự tích hợp của những cái quy luật di truyền đó. Và thứ tư đó là những dạng bài tập mà liên quan đến trao đổi chéo tại một điểm. Đấy. 2 điểm nó phức tạp lắm các bạn, nên là nếu chỉ có liên quan đến 1 điểm thôi. Trao đổi chéo có thể diễn ra ở xảy ra ở một bên bố hoặc một bên mẹ, hoặc là xảy ra ở cả 2 bên, tùy cái bài toán nhé. Đấy là cái phần tính quy luật của hiện tượng di truyền. Đấy, nội dung tiếp theo là di truyền quần thể các em nhé, di truyền quần thể này. Thế thì chúng ta quan tâm đến cái gì? Chúng ta quan tâm đến những nội dung cơ bản sau này, đó là tần số alen và tần số kiểu gen. Cái này thì không bao giờ bỏ được. Tần số alen và tần số kiểu gen kiểu hình ở trong cái quần thể, di truyền quần thể. Cái này không bỏ được, lúc nào cũng nói đến đấy. Rồi thì trạng thái cân bằng di truyền quần thể. Đấy. Nội dung trọng tâm thứ hai đó là các dạng bài mà liên quan đến quần thể tự phối, quần thể giao phối ngẫu nhiên. Nhưng mà người ta cũng không hỏi một cách rời rạc đâu.
Trong cái di truyền quần thể này thì sẽ có một cái bài mà nó khó ở mức độ vận dụng ấy, thì nó sẽ liên quan đến nhá, liên quan đến các nhân tố tiến hóa. Trong đề thi minh họa cũng có, nhưng mà cái sang cái phần sau thầy chữa thì thầy sẽ nói kỹ hơn. Liên quan đến các nhân tố sinh hóa tiến hóa như là chọn lọc tự nhiên. Đấy, như là di nhập gen, như là đột biến, hay là các yếu tố ngẫu nhiên chẳng hạn. Đấy là những cái liên quan đến di truyền quần thể nhá. Đây, và trong đề thi thì trong những năm gần đây khi mà phân tích ma trận đề thi cũng như là cái ma trận của đề minh họa năm nay này thì thường là có một câu dễ và một câu khó. Câu khó là tức là ở mức vận dụng cao đấy, dành cho các em mà muốn đạt tới điểm 9 điểm 10 không bỏ qua được nhá. Cái nội dung thứ tư này đó là ứng dụng, các em ạ, ứng dụng di truyền học vào chọn giống. Phần này thì các em chú ý là trong đề thi thường là có câu hỏi ở mức độ dễ, nó để là nhận biết hoặc thông hiểu. Nên là các em mà học về bản chất ấy, chỉ cần đọc sách giáo khoa thôi là có thể kiếm được 0,25 điểm ở trong cái câu hỏi phần này. Đấy. Đấy là một một câu ấy, một câu là 0,25 điểm. Vậy thì các em sẽ quan tâm đến những nội dung nào? Đó là các em quan tâm đến cái khái niệm, quan tâm đến cái quy trình và thành tựu của các phương pháp tạo giống trong sản xuất. Ví dụ như là nguồn biến dị tổ hợp. Ví dụ như là gây đột biến. Ví dụ như là công nghệ tế bào hay là công nghệ gen. Đấy. Chúng ta quan tâm đến gì? Và quan tâm đến chúng ta quan tâm đến khái niệm, quan tâm đến quy trình, quan tâm đến các thành tựu trong sản xuất, trong thực tiễn liên quan đến các phương pháp tạo giống như vậy nha. Về di truyền người này các em ạ, à, di truyền người nhá, di truyền người, di truyền học người. Di truyền học người thì thường có một câu phả hệ liên quan đến cái việc là di truyền các bệnh ở người. Và cái câu này thì nó ở đâu trong đề thi? Nó ở mức độ vận dụng cao, thường là câu cuối cùng đấy, thường là câu cuối cùng. Nên thầy nói lại là cái phần di truyền người này này, các em mà muốn học đến điểm 9 điểm 10 là các em phải quan tâm đến nha. Đó, đó là những cái nội dung ở cái phần di truyền đấy, di truyền. Thế còn cái phần tiến hóa và sinh thái ở cái học kỳ 2 này, với cái việc tinh giản như vậy thì thầy suy đoán như thế này. Thầy suy đoán như này nhá. Trong năm nay cái xu hướng đề thi nó sẽ như này này. Về phần tiến hóa thì các em quan tâm đến gì? Quan tâm đến học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Đó là nó nằm ở cái bài 26 trong chương trình đấy. Học kỹ nhá. Thứ hai là quá trình hình thành quần thể thích nghi. Đó là bài 27 đấy. Thứ ba, quá trình hình thành loài. Đấy, ở bài 3 29 30 nha. Thứ tư, tiến hóa lớn. Tuy nhiên là tiến hóa lớn thì không ở trong cái nội dung tinh giản đâu. Nhưng mà thầy thấy rằng là trong những năm gần đây thì hầu như là không thi. Hầu như không thi. Đấy, thầy nói một cái thực tế như thế. Năm nay thì không ở trong phần tinh giản, cho nên là cũng không thể biết thế nào được. Không thể biết là bộ có ra đề trong phần này không. Nhưng mà phần này thì hầu như trong những năm gần đây là không thi, nhưng mà năm nay cũng không tinh giản. Cái nội dung nữa là cái sinh vật qua các đại địa chất ở bài 33. Thầy vừa nói xong. Phần này thì các em học cũng không phải cố nhớ quá nhiều cái phần này đâu. Nhưng mà nhớ là những cái đặc điểm nổi trội, ví dụ như là sự phát sinh các loài, những cái sự tức là ngữ trị của những cái loài sinh vật ở các kỷ, ở các đại, thì chúng ta nên nhớ những cái đó. Và các kỷ nào, các đại nào thì các em cái này dễ nhớ mà, đấy nhá. Thì chúng này thường là có một câu trong đề thi, thường có một câu ở cái phần đó này nhé. Đấy. Thế còn phần sinh thái học này em này. Phần sinh thái học thì phần sinh thái học. Đấy, phần sinh thái học, đây là phần này là phần tiến hóa. Thế phần sinh thái học nhá. Thì liên quan đến nội dung trọng tâm như này này. Đó là gì? Đấy, trong cái bài 35 ấy thì thầy có nói đến là cũng được tinh giản một nội dung, nhưng mà riêng cái phần giới hạn sinh thái và ổ sinh thái thì đừng bỏ qua. Đấy, trong cái đề minh họa năm nay có một câu liên quan đến cái này, liên quan đến giới hạn sinh thái nhá. Ở cái bài 37 38 thì chúng ta quan tâm đến cái đặc trưng cơ bản. Đấy, đặc trưng cơ bản. Đặc trưng của quần thể. Thầy vừa nói xong là các em cũng không 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 cần phải phải học quá sâu, nhưng mà chú ý là phải liệt kê được các đặc trưng. Đặc trưng cơ bản của quần thể. Phải liệt kê được.
nhớ được, kể ra được, phân biệt được những cái đặc trưng đó, để trong đề thi chúng ta sẽ không bị mất điểm những ở những cái câu cơ bản như thế nhé. Về quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã ở bài 40 thì cũng là trọng tâm liên quan đến cái mối quan hệ của các loài trong quần xã. Đấy. Một quan hệ dinh dưỡng ấy nhá. Chỗ này thì cũng thường hay hỏi đấy. Và chính cái này nó liên quan đến cái chuỗi và lưới thức ăn. Đây, để nói luôn này. Chuỗi và lưới thức ăn ở bài 43. Đó là trong cái nội dung mà trao đổi vật chất và trong hệ sinh thái thì chúng ta quan tâm đến đó là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Cái này thường ra trong đề thi lắm các bạn. Hay ra lắm, liên quan đến chuỗi và lưới thức ăn. Nó đa dạng và nó hay nữa. Chú ý cái này. Và một nội dung nữa thì cũng đừng bỏ sót. Thực ra thì ít hỏi lắm nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái nội dung mà không tinh giản. Đó là gì? Đó là cái phần dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái ở cái bài 45. Đấy, phần tiến hóa và sinh thái thì thầy đã phân tích cái phần cái sự tinh giản ở học kỳ 2. Vì tinh giản nên nó bỏ nhiều. Bỏ nhiều thì những cái phần mà còn lại thì lại là cái phần trọng tâm các em ạ nhá. Nên như cái đó hay lắm, để chú ý cái chỗ này. Đấy. Như vậy là thầy đã phân tích với các em cái những nội dung trọng tâm. Thế thì nội dung tiếp theo thầy sẽ phân tích nhanh cái đề minh họa năm 2020. Cái đề này thì được bộ vừa công bố cái ngày mùng 3 tháng 4 vừa qua. Đấy, các em cũng có thể là xem ở trên các trang mạng rồi thì các kênh thì cũng thấy các thầy cô cũng chia sẻ về cái đề này cũng như là chữa đề này. Và thầy cũng muốn đóng góp vào một cái cách riêng của mình. Và cái việc ấy như là các em có thể xem tham khảo. Nếu là cái nào hay, cái nào dễ đối với các bạn nào thì các bạn sẽ theo cái đó thôi nhá. Thầy sẽ phân tích nhanh. Còn cụ thể là chữa đề thì thầy sẽ dành ở cái buổi sau, buổi này ngắn gọn phân tích này, buổi sau sẽ chữa cụ thể từng câu hỏi một. Phân tích đề minh họa thì thầy thấy như sau. Đấy, thứ nhất này, thầy điểm ra những cái cơ bản này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy căn cứ theo, không phải là nói một cách là nói suông đâu, không phải là nói không có dẫn chứng đâu, đó là những cái phát ngôn của những cái người đầu ngành trong giáo dục. Đấy, các thầy cô là lãnh đạo ở Bộ Giáo dục và các thầy cô cũng đã nói công khai ở trên các trang mạng uy tín. Thế thì thầy tổng hợp lại thì thầy rút ra như này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cái đề tham khảo, cái đề minh họa năm nay ấy, là sẽ gợi mở một cách cụ thể, chi tiết định hướng cho cái việc ôn tập của các nhà trường học sinh. Đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ cái đề minh họa đó sẽ gợi ý cái định hướng ôn tập, tức là cái cách ra đề như thế thì các nhà trường, các thầy cô cũng như học sinh thì có cái cách tiếp cận theo cái định hướng đó. Đấy, quan trọng lắm. Một cái nữa mà Bộ Giáo dục cũng khẳng định đó là gì? Đó là chắc chắn những nội dung tinh giản thì không đưa vào đề thi. Đấy, nên là các em phải chú ý những ngoài cái nội dung mà trọng tâm mà thầy vừa nói thì những cái nội dung mà ta lược bỏ được thì ta lược bỏ, đỡ mất thời gian mà nó chúng ta bị quá tải nhé. Thứ ba, về định dạng và cấu trúc của đề tham khảo năm nay ấy thì thấy là cái độ khó nhẹ nhàng hơn so với cái đề tham khảo và cái đề chính thức của năm 2019. Nhẹ nhàng hơn thế nào thì lát nữa thầy sẽ phân tích cụ thể nhẹ nhàng hơn. Đấy. Thứ tư đó là gì? Có khoảng 70% câu hỏi thuộc cái nội dung kiến thức cơ bản, đó là ở cái mức độ nhận biết và thông hiểu, cho nên là kiếm 7 điểm dễ. Đấy. 20% câu hỏi ở mức vận dụng và 10% câu hỏi ở mức vận dụng cao. Nên là năm nay các em, nếu giả sử mà các em học mà muốn đạt đến điểm 8, điểm 9, điểm 10 thì theo thầy có lẽ là sẽ dễ dàng hơn so với năm trước. Cái điểm thứ 5 này. Điểm thứ 5. Đấy nha, đây là điểm thứ nhất. Bộ phát biểu như vậy. Điểm thứ 2. Điểm thứ 3 về định dạng, cấu trúc. Điểm thứ 4 liên quan đến cái tỷ lệ phần trăm ở trong đề thi. Đấy. Và điểm thứ 5 đó là cái nội dung đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. Cái này thì thực ra năm nào cũng vậy thôi. Thầy nói ban đầu là 90% lớp 12 và có một phần nhỏ kiến thức ở lớp 11. Phần nhỏ nào thì thầy vừa phân tích rồi. Em mà chưa xem thì có thể xem lại nhé. Như vậy có thể kết luận là
với cái sự điều chỉnh về định dạng và cấu trúc của cái đề minh họa năm 2020 về độ khó, thì học sinh lớp 12 chú ý một điều là tận dụng tối đa thời gian để học tập và ôn luyện thật chắc kiến thức cơ bản. Thầy nhấn mạnh lại là chắc kiến thức cơ bản. Đấy. Chắc kiến thức cơ bản đấy, ở trên là chúng ta phân tích là 70%. Nó nằm ở cái mức cơ bản. Nên là từ nếu mà học chắc như thế thì cái việc mà các em được 7 điểm không khó. Đấy nhá. Đấy, bây giờ cụ thể này. Đây, các em quan sát lên đây. Thầy sẽ nói cụ thể luôn này. Ở đây thì thầy có đưa vào là so sánh cái ma trận đề thi của 2019-2020. Những cái con số mà ở phía trên ấy, dòng trên đây này là của năm 2019. Những dòng trên là của 2019. Dòng dưới là của 2020 dựa theo cái đề minh họa. Nhá. Đấy. Nội dung thì nó vẫn có những nội dung như vậy. Đó là lớp 12 thì có 2, 4, 6, 7 nội dung như thế. Còn lớp 11 thì có chuyển hóa vật chất và năng lượng. Vừa nói rồi. Thì bây giờ cụ thể này. Em sẽ thấy này. Nhá. Ở năm 2019 ấy, thì cái câu hỏi ở mức nhận biết của cái phần cơ sở vật chất di truyền biến dị là 3 câu. Nhưng mà trong đề minh họa năm nay thì bộ tăng lên 4 câu. Thông hiểu thì vẫn vậy, là vẫn giữ nguyên là 2 câu. Tuy nhiên thì vận dụng thì giảm đi. Cụ thể là vận dụng thì năm ngoái là 2 câu, năm nay là bộ để là 3 câu. Vận dụng cao năm ngoái 2 câu, năm nay 1 câu. Như vậy là ở trong cái phần cơ sở vật chất và di truyền biến dị ấy, thì đề năm ngoái là có 9 câu, năm nay là có 10 câu các em ạ. 10 câu nhá. Đấy. Thầy nhấn mạnh luôn này để các em hiểu nguyên ngay từ đầu này. Chúng ta quan tâm đến nội dung kiến thức của từng phần với số lượng định mức câu hỏi trong từng phần đó ở cái cột này này. Đấy. Nhưng mà độ khó nhé. Độ khó tức là liên quan đến mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng của chúng cao ấy. Thì nó không phải là đề minh họa như nào thì đề chính thức như thế đâu. Nhưng cái xu hướng là bộ nói rằng là 70% cơ bản, 20% ở vận dụng và 10% ở vận dụng cao thì chắc là phải tin nhá, tin nó. Rồi tiếp này. Cái nội dung ở tính quy luật của hiện tượng di truyền nhá. Năm ngoái thì có 5 câu ở phần nhận biết, năm nay giảm xuống 4 câu. Thông hiểu thì không đổi. Vận dụng thì tăng lên. Vận dụng tăng lên là từ 2 lên 5. Nhưng mà vận dụng cao thì lại giảm xuống từ 4 đến 1, xuống 1. Như vậy em sẽ thấy là tổng số câu hỏi của cơ sở vật chất di truyền biến dị cũng như tính quy luật của hiện tượng di truyền của 2 năm ấy, 9 cộng 12 là 21, 10 cộng 11 là 21, không thay đổi. Đơn giản bởi vì là cái phần này ở học kỳ 1 các em học rồi, nên là không liên quan đến tinh giản cả. Chỉ điều chỉnh về mức độ thôi, điều chỉnh mức độ thôi. Đấy. Thế nên là phần này thì các em phải học chắc này, bởi vì là nó chiếm 21 câu mà, 21 câu là quá 50% của đề thi rồi còn gì nhá. Tập trung vào hai phần này. Còn lại những nội dung khác này các em chú ý này. Những nội dung khác ở cái phần di truyền học hầu như không thay đổi. Cụ thể là di truyền quần thể không đổi. Ở cái câu nhận biết vẫn một câu. Thông hiểu vận dụng không có câu nào cả. Vận dụng cao một câu không đổi. Tổng số không đổi hai câu. Đấy. Ứng dụng di truyền và chọn giống vẫn chỉ có một câu nhận biết thôi. Các mức độ kia không có. Đấy. Di truyền học người vẫn có một câu ở mức vận dụng cao. Không đổi gì cả. Tuy nhiên tiến hóa và sinh thái vừa phân tích là chúng ta liên quan đến chuyện tinh giản, cho nên bộ cũng điều chỉnh cụ thể như sau. Mặc dù là tổng số không đổi, đây 44 với cả 77 không đổi, nhưng mà ở cái mức độ nó khác nhau nhé. Cụ thể này, tiến hóa mức nhận biết tăng lên này, 2 lên 3 này, không thông hiểu không đổi này, và vận dụng thì giảm xuống, không có câu nào cả. Sinh thái nhá thì nhận biết từ 2 tăng lên 5 này, đấy. Và thông hiểu thì giảm xuống, vận dụng không có câu nào luôn. Không có nào cả. Đấy, về phần sinh thái và tiến hóa đấy có sự điều chỉnh về mức độ rồi. Về phần chuyển hóa và chất năng lượng của lớp 11 ấy, không đổi gì hết. Vẫn cứ hai câu ở hai cái mức độ cơ bản, đó là nhận biết và thông hiểu. Đừng bỏ, thầy nhắc lại là đừng bỏ phí cái điểm ở cái phần này. Mặc dù lớp 11 nhưng mà đừng bỏ, bởi vì là có đến một điểm mà kiến thức cơ bản lắm nhá. Không đổi. Như vậy, nhìn vào đây thì em sẽ thấy. Nhìn vào đây thấy như sau này. Đề của năm 2019 đến năm 2019 có 16 câu ở mức độ nhận biết, năm nay tăng lên 20. 20 tức là chiếm 50% mức độ nhận biết. Thông hiểu thì từ 9 xuống 8. 8 là 20%. Đấy, 20%. Như vậy là
mức độ cơ bản là chúng ta đã có 70%, đúng như bộ nói, đúng không? Thứ hai nữa là cái mức độ vận dụng và vận dụng cao thì có sự điều chỉnh nhất định. Cụ thể là vận dụng thì từ 1 từ 7 lên 8. Từ 7 lên 8. Đây, tức là cũng chiếm 20%. Thế là tăng không đáng kể. Tuy nhiên là ở mức độ vận dụng cao này giảm đáng kể, giảm hẳn một điểm luôn, tức là từ 8 câu xuống 4 câu chỉ còn 10% thôi. Đấy nhá. Cho nên là 30% này là dành cho ở cái mức độ vận dụng. Cho nên cái việc mà các em xác định để thi tốt nghiệp 70% này đơn giản quá, 7 điểm ngon lành nhá. Đấy là ma trận đề thi, chúng thầy so sánh ma trận đề thi của 29 với cả 220. Cụ thể là đề như thế nào, chữa như thế nào, lưu ý như nào thì ở buổi sau thầy sẽ chữa nhá. Như vậy so với năm 29 thì năm 2020 có gì mới? Cái chỗ này chú ý này, bởi vì là đây là cái mà sẽ định hướng các em trong việc ôn tập. Định hướng các em trong việc ôn tập, chúng ta sẽ nhìn thấy đường, không phải đi vào ngõ cụt nữa. Thầy sẽ qua đây thì cũng sẽ thầy nhắc tổng tổng hợp lại những cái điểm mới, điểm khác so với năm 2019 cũng như là những cái lời khuyên hữu ích cho các em. Thứ nhất này, cái so sánh cái thứ nhất này, đó là về số lượng các câu từng phần thì không thay đổi nhé, từng phần không thay đổi nhé. Cụ thể lớp 11 là chương 1 4 câu vẫn vậy, phần di truyền vẫn vậy, phần tiến hóa vẫn vậy, và phần sinh thái thì vẫn thế. Tức là số lượng câu của từng phần nội dung lớn ấy thì không thay đổi. Tuy nhiên thì mức độ thì có hướng đấy, theo hướng là nhẹ nhàng, hướng nhẹ nhàng hơn. Cụ thể đó là gì? Đó là câu mức độ vận dụng cao giảm từ 8 câu năm 2019 xuống còn 4 câu. Đấy là thấy rõ rồi nhá. Thứ hai, câu ở mức độ cơ bản, đó là nhận biết và thông hiểu, thì tăng từ 25 câu năm 2019 lên 28 câu năm 2020. Do vậy, cái điểm 7 trong tầm tay. Đấy. Thứ ba, đề thi thì thiên về bản chất nhá, thiên về bản chất lý thuyết. Đấy, thầy mới nói là bỏ bớt hơn tính toán, ít hơn tính toán, bởi vì là đưa cái toán học vào nó mất cái hay của sinh học. Sinh học ta là sinh học là môn khoa học của sự sống, chúng ta biết rồi, nhưng là đưa toán vào nó mất hay cái bản chất nhá. Đấy. Nên là bây giờ là đề thi thì thiên về cái bản chất lý thuyết rồi. Bản chất của sinh học hơn là tính toán. Nếu có những câu tính toán là liên quan đến cái công thức tính cũng rất là nhanh. Đấy. Cái này thì phải học ở những cái môn học ở những cái điểm 9 điểm 10 ấy, thì chúng ta quan tâm cái đó. Thứ ba này các em này, thứ tư này, đó là cái phần tiến hóa và sinh thái. Nhá. Phần tiến hóa và sinh thái nó liên quan đến thì chỉ có câu cơ bản. Chỉ có câu cơ bản thôi, tức là mức nhận biết và thông hiểu. Năm 2019. Đấy. Đặc biệt là trong đấy là năm 20 là chỉ có câu cơ bản thôi, nhưng mà năm 2019 em thấy là có 3 câu ở mức độ vận dụng. 3 câu mức độ vận dụng. Thế nên là năm nay đã giảm mức độ rồi xuống rồi nhá. Nữa là cái một đặc điểm nữa là có xu hướng giảm số câu đếm nhận định. Cái dạng câu này là dài mà số câu đếm nhận định là như nào? Tức là câu này dài và khó. Đếm nhận định này, ví dụ này, trong đề thi người ta hỏi này, ra một cái cho một cái thông tin của câu hỏi này. Sau đó đưa ra những cái nhận xét này, phát biểu này. 1 2 3 4 5 6. Chúng ta hỏi là trong số những cái phát biểu đó, nhận xét đó có bao nhiêu phát biểu đúng hay là bao nhiêu phát biểu sai. Những cái bài đó chúng ta đi giải, chúng ta phải làm từng, tức là chúng ta phải đi xem xét đến cái sự đúng sai của từng nhận định, từng phát biểu, cho nên rất dài. Thì năm nay thì xu hướng đó là giảm cái số câu đó đi để đỡ mất thời gian. Và nữa là các bạn học sinh mà muốn ôn thi mà sử dụng cái môn sinh học để tốt nghiệp ấy, sử dụng môn sinh học tốt nghiệp ấy, thì mục tiêu đạt được 7 điểm sẽ thuận hơn rất nhiều. Cái này thì thầy phân tích rồi. Đấy. Thứ nhất là điểm khác thứ nhất và điểm khác thứ hai. Đây, điểm khác thứ nhất và điểm khác thứ hai ở năm 2020 so với năm 2019. Cái này nhá. Vậy từ những cái khác đó, chỗ này thì thầy sẽ chú ý này nhá. Đó là trên cái quan điểm đó thì thầy suy luận là cái định hướng ra đề của bộ sẽ như sau. Định hướng của bộ ra đề như này này. Thứ nhất, các câu hỏi. Thứ nhất là các câu hỏi không ra vào cái nội dung tinh giản thuộc cái chương trình học kỳ 2 của lớp 12 năm nay. Nhắc lại là không ra vào cái phần tinh giản. Chỗ mà bộ nói là không ấy, thì là không ra. Như chỗ mà hướng dẫn tự học thì
Mặc dù là không học trên lớp, giáo viên hướng dẫn tự học thì các em vẫn phải quan tâm nhé. Các nội dung, xin lỗi, các câu hỏi mà thuộc nội dung kiến thức của kỳ 2 lớp 12 trong đề thi đã giảm, giảm nhé. Đây, giảm toàn bộ những cái câu mà ở cái cấp độ vận dụng và vận dụng cao. Nhắc lại là những cái nội dung ở trong cái học kỳ 2 của lớp 12, chúng ta vừa phân tích cái phần tiến hóa và sinh thái học ấy, không có câu nào ở vận dụng và vận dụng cao luôn. Toàn là mức độ cơ bản luôn. Đó là nhận biết và thông hiểu. Cho nên là khẳng định luôn là các câu hỏi thuộc nội dung kiến thức của học kỳ 2 này không nằm trong cái vận dụng và vận dụng cao. Chỉ còn lại nhận biết và thông hiểu thôi. Đó là gì? Họ sẽ khai thác các khái niệm, các kiến thức cơ bản của bài học. Và cái việc này thì các em có thể là dễ dàng học được, chiếm lĩnh được qua cái việc mà bộ cũng như là các sở, các trường đang triển khai học qua internet và trên truyền hình, thì hoàn toàn có thể học được những kiến thức cơ bản này. Đấy là rất là đơn giản, là dễ nhá. Thứ ba, nhận định thứ ba của thầy này, đó là về định dạng và cấu trúc đề thi. Thế thì cái này dựa trên phát biểu của bộ thôi. Đó là gì? 70% câu hỏi thuộc cơ bản, 20% thuộc mức độ vận dụng và 10% vận dụng cao. Đấy. Chỗ này lưu ý này, thầy muốn chi tiết hơn cái ý ở trên. Đó là không thi, không kiểm tra, không đánh giá đối với những nội dung kiến thức tinh giản như là đã nói ở trong hướng dẫn, là không dạy, không làm, không thực hiện. Và khuyến khích học sinh tự học như là tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện thì không thi. Đấy. Nhưng mà cái phần mà đây, cái phần tự học mà có hướng dẫn nhé. Các em ạ, phần tự học có hướng dẫn thì có thể ra đề kiểm tra, cho nên là chỗ này thì các em phải lưu ý. Đấy. Phần tự học mà có hướng dẫn ấy thì chúng em vẫn phải, các em vẫn phải lưu ý nhé. Đấy. Đấy là nhận định của thầy về cái định hướng ra đề năm nay. Đấy, bây giờ trên cơ sở đó thì thầy có một số lời khuyên. Khuyên thì thầy cũng ghi ra đây cho nó. Ví dụ các em nào mà nghe mà nó thầy nói nhanh quá mà không nghe được hết thì các em có thể xem lại và nhìn ở trên này được. Đó là gì? Những lời khuyên như sau này. Thứ nhất, các em cần tập trung để ôn luyện. Không ôn cái phần giảm tải. Không ôn phần giảm tải. Theo cái công văn mà thầy nói ban đầu là công văn 5842 của 2011 và cái công văn 1113 của năm 2020 vừa rồi. Thứ hai, đối với học sinh các bạn lớp 12 ấy, thì phải tận dụng tối đa các bạn, các em nhá, các em đừng sao nhãng trong cái giai đoạn này nhá. Mặc dù chúng ta không đến lớp trực tiếp, học trực tiếp ở trên lớp, nhưng mà tận dụng tối đa những cái kênh học trực tuyến để chúng ta có những kiến thức cơ bản. Đấy. Trong đó thì với kiến thức cơ bản thầy vừa khẳng định là các em đạt được điểm 7 rất là dễ thôi. Lời khuyên thứ ba đó là những các em mà ôn thi để tốt nghiệp, dùng môn sinh nhá, dùng môn sinh để tốt nghiệp với mục tiêu 7 điểm ấy, thì các em chú ý là thật chắc nhá, thật chắc ôn luyện thật chắc kiến thức cơ bản và phải hệ thống hóa lại. Đấy. Các em có thể là không tự động, không tự tự hệ thống hóa được thì các em có thể là xem những thầy cô dạy ở trên truyền hình, dạy ở trên các kênh internet, rồi thì các sách và hệ thống hóa rất nhiều cái kênh như vậy. Các em từ đó các em hệ thống hóa lại cho bản thân mình thì học kiến thức cơ bản nó sẽ chắc hơn. Đây, bây giờ thầy phân tích thêm cho các bạn mà đạt mục tiêu điểm 8, điểm 9, điểm 10 này, đấy là mục tiêu của bạn mà dùng môn sinh học để thi đại học ấy. Thầy có ba cái lời khuyên như thế này. Lời khuyên thứ nhất, những cái phần tinh giản, mặc dù là không rồi nhưng mà những cái phần mà đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những phần tự học ấy thì cũng đừng bỏ qua, thầy vừa nhắc rồi, bỏ qua nhé. Tinh giản thì không thi rồi, nhưng mà tại sao thầy lại nói là các em không được bỏ qua? Mặc dù là tinh giản thì không thi. Đây là thầy nói riêng cho các em lớp 8 muốn đạt điểm 8, điểm 9, điểm 10. Điểm 7 thì là nội dung kiến thức cơ bản rồi không nói. Nhưng mà điểm 8, điểm 9, điểm 10 tại sao lại không được bỏ qua là như này. Đó là những cái kiến thức thuộc cái hệ thống nội dung là trừu tượng, phải tư duy. Đấy. Và việc mà các em đọc những cái nội dung đó ấy, thì sẽ giúp các em là có những kiến thức nền tổng thể, thấy được cái sự logic của mạch kiến thức. Đấy. Từ đó các em có cái tư duy bao quát và phản biện nó dễ hơn. Đấy. Từ cái việc đó thì nếu giả sử các em mà đọc hết được ấy, thì các em sẽ xử lý những cái câu hỏi liên quan đến suy luận và vận dụng, tức là câu vận dụng và vận dụng cao ấy, nó sẽ dễ hơn. Chúng ta cứ lỗ chỗ, học chỗ này, bỏ chỗ này, học chỗ này, bỏ chỗ này. Thế thì nó sẽ bị hỏng những cái kiến thức nền như thế. Thì khi mà chúng ta logic lại, nó sẽ rất là khó. Cho nên là thầy khuyên không nên bỏ qua, vẫn phải đọc nhé. Những cái nội dung căn bản
Cái lời khuyên thứ hai cho các em điểm 8 đến điểm 10 này mà nằm ở trong chương trình ấy, thì các em phải hệ thống hóa lại kiến thức, sắp xếp các chủ đề liên thông với nhau, liên thông với nhau để làm gì? Để chúng ta học cái kiến thức cơ bản nó dễ hơn. Thầy vừa nói rồi, nó là những câu hỏi không hỏi riêng biệt đâu, có thể là liên thông những kiến thức với nhau. Đây, chính vì thế mà những cái câu hỏi đó nó thuộc phần vận dụng cao ấy, vận dụng cao. Thế thì các em phải học để nó liên thông với nhau. Nội dung kiến thức nọ liên quan nội dung kiến thức kia, nhưng nó không phải hỏi rời rạc đâu nhé. Đấy. Và cái lời khuyên cuối cùng cho các em lớp 8, điểm 8, điểm 9, điểm 10 đó là cần luyện thêm các dạng bài tập và lý thuyết ở mức vận dụng vận dụng cao. Để làm gì? Để có kỹ năng. Kỹ năng nào? Kỹ năng nhận dạng các loại nội dung kiến thức. Đặc biệt là cái kỹ năng về kỹ thuật giải nhanh. Đấy. Cho nên là một cái nữa là cố gắng trong quá trình học chúng ta tư duy để chúng ta liên hệ với thực tiễn. Liên hệ với thực tiễn. Để làm gì? Để chúng ta ghi nhớ cái kiến thức dễ hơn mà sâu hơn. Đấy. Đấy 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 là những cái nội dung mà thầy khuyên các em như vậy. Như vậy là trong cái khoảng thời gian gần một tiếng vừa rồi thì thầy cũng phân tích với các em, có trao đổi với các em về chuyện tinh giản nội dung kiến thức như nào, những phần trọng tâm như thế nào, và phân tích cái định hướng ra đề của bộ. Hy vọng rằng là những kiến thức này thì các em sẽ dành thời gian để các em xem kỹ lại để các em có cái cách ôn tập tốt hơn nha, tốt hơn. Và cái trong buổi sau thì thầy sẽ chữa cụ thể. Thầy cho tôi mượn lại cái khẩu trang này. Rồi, các em nhá. Như vậy là sau khi mà học xong, các em nhớ là đi đâu, làm gì, có ra ngoài đường mà về việc cực kỳ quan trọng, các em nhớ đeo khẩu trang vào nha. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những cái buổi livestream sau.